Chào bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang sự trực tuyến coraShop24h.com. Ngày nay thì ai cũng mong muốn mình và gia đình luôn khỏe mạnh, không bệnh tật. Thế nhưng thực tế thì lại khiến chúng ta vô cùng hoang mang và lo lắng, bởi vì những bệnh nan y như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, tai biến, ung thư ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng tử vong từ những bệnh này cũng tăng lên rất là nhiều. Vậy thì có giải pháp, biện pháp nào để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình cũng như gia đình mình? Và coraShop 24 giờ của chúng tôi thì luôn băn khoăn và lo lắng về những vấn đề này. Chính vì vậy nên chúng tôi luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc đem đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo cải thiện sức khỏe của bạn cũng như chính gia đình bạn. Trong video ngày hôm nay thì Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn một sản phẩm, đó là cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc mà thời gian qua được rất nhiều khách hàng tin tưởng, quan tâm sử dụng để nâng cao sức khỏe của bản thân. Như bạn cũng biết, linh chi là một loại thảo dược rất quý và tốt từ thiên nhiên, có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị những cái bệnh lý nguy hiểm như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp, vân vân. Còn đông trùng hạ thảo cũng là một loại thảo dược rất là quý, có tác dụng đặc biệt trong việc tăng cường sinh lý. Và cao linh chi đông trùng hạ thảo là sự kết hợp tuyệt vời của hai sản phẩm trên, làm tác dụng của nó càng hiệu quả hơn rất nhiều. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với bạn những công dụng nổi trội của sản phẩm này. Cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc giúp điều hòa, ổn định huyết áp, chống nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, xơ gan, giảm cholesterol trong máu, trị loét dạ dày tá tràng, giải độc gan thận, chữa bệnh tiểu đường, đau khớp nhức mỏi, chữa chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh. Cao linh chi đông trùng hạ thảo có tác dụng chống suy dinh dưỡng, giúp tráng dương, tiêu độc, bổ máu, trị suy giảm trí nhớ, là sản phẩm giúp phục hồi nhanh cho người gầy hoặc sau khi mổ và hậu sản, giúp giải độc gan, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Linh chi hay đông trùng hạ thảo đều là những thảo dược không những tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng làm đẹp rất tốt. Chính vì vậy, cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc giúp làm đẹp da, chống béo phì, làm da dẻ hồng hào, chống lại các bệnh ngoài da như dị ứng, trứng cá, trị nám, trị mụn, làm đen và mụn tóc. Sử dụng cao linh chi đông trùng hạ thảo dài ngày, không có độc tính và không gây hại cho sức khỏe. Vì có thành phần đông trùng hạ thảo nên sản phẩm có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường chức năng sinh lý ở cả nam và nữ, hỗ trợ chữa yếu sinh lý và vô sinh. Vậy là tôi vừa chia sẻ với bạn những công dụng nổi trội của sản phẩm. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thức sử dụng để làm sao có hiệu quả nhất. Và đây là sản phẩm cao linh chi gold đông trùng hạ thảo của chúng ta. Khi nhận hàng thì các bạn chú ý về sản phẩm. Nó là sản phẩm chính hãng thì được nhà sản xuất dán tem ở hai đầu. Ở góc bên trái sẽ là lá cờ của Hàn Quốc. Góc bên phải sẽ là logo của Samsung. Thì đây là cái sản phẩm được hãng Samsung bảo trợ. Góc bên dưới sẽ có một cái mã QR code để chúng ta có thể quét để kiểm tra sản phẩm, cũng như là tên sản phẩm và quy cách đóng gói. Sản phẩm của chúng ta thì gồm có 5 hộp và mỗi hộp là 50g. Về phía sau của sản phẩm thì có đầy đủ các thông tin, có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đồng thời cũng có một cái mã vạch ở đây để chúng ta có thể quét kiểm tra thông tin về sản phẩm. Và bên cạnh thì sẽ là một tem của nhà sản xuất. Và sau đây tôi sẽ bóc hộp và hướng dẫn các bạn cách thử sử dụng nhé. Và đây là bên trong sản phẩm của chúng ta. Thì sản phẩm sẽ gồm 5 cái hộp nhỏ. Và kèm theo đó là một cái muỗng để chúng ta đong sản phẩm khi sử dụng. Sản phẩm chính hãng thì sẽ kèm theo một chiếc thìa nhựa như thế này. Và các bạn chú ý, trong cái hộp nhỏ thì cũng có tem của nhà sản xuất. Cách thức sử dụng của sản phẩm này đó là mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 2 đến 3 lần. Mỗi lần chúng ta dùng một cái muỗng nhỏ này
pha với nước ấm vào uống trước khi ăn khoảng 20 phút. Sản phẩm này thì được dùng cho mọi lứa tuổi và không dùng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Vừa xong thì Văn Đức vừa giới thiệu với bạn về công dụng nổi trội cũng như cách thức sử dụng của cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên khi nhận hàng từ Cora Shop 24 giờ, bạn có thể kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Hoặc nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bạn có thể hoàn trả lại hàng và chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền cho bạn. Ngoài ra chúng tôi còn có chương trình áp dụng đổi trả hàng trong 7 ngày để bạn có thể yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm cũng như là yên tâm để sử dụng sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đặt mua sản phẩm, mời bạn truy cập trang web corashop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video. Hoặc bạn có thể chat Zalo hoặc gọi điện theo số điện thoại 0976 148 590 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng trực tiếp. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.